chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay em lại giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một chiếc xe Camry. Chiếc xe em đang quay cho quý anh chị xem đây là chiếc Camry 2.0G, sản xuất 2021, tên tư nhân, một chủ từ mới. Xe chạy 6 vạn. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thể của chiếc xe. Như quý anh chị đã biết thì trước kia Toyota thì họ cũng không đặt nặng về vấn đề hình thức lắm, họ sử dụng máy và làm các chi tiết khác bền lành hơn. Nhưng vài năm trở đây các hãng khác có ra rất nhiều mẫu mã đẹp nên Camry nó cũng đã chạy theo cái hiếu của người tiêu dùng. Hiện tại thì chiếc Camry này mẫu mã đã được cải tiến rất là nhiều rồi. Đây có đèn pin LED đầy đủ, mặt ga lăng đá mạ chrome nhìn rất là khỏe khoắn, rất là đẹp. Xe này thì hiện tại mới chạy có 6 vạn thôi. Đây lốp vẫn còn theo xe, vẫn rất là dày, gần như là chưa có một vết xước nào trên la răng cả. Đây lốp 2021 đây, có nguồn gầm điện rồi. Tổng thể xe rất là đẹp. Đây em sẽ quay trực tiếp từng cái phần nội ngoại thất của chiếc xe. Đây là phần keo chỉ, đây là keo chỉ của cánh lái xe, gần tất cả các con ốc còn nguyên thì chưa có vết tháo nổ gì cả. Các phím bấm trên tắp đi vẫn rất là mới. Xe chạy nhiều thì những cái nút bấm này nó cũng sẽ mờ đi. Đây là ghế da theo xe nhá, chỉnh điện. Vô lăng rất là mới đây, vô lăng củ số rất là mới, trần đẹp sạch sẽ. Xe cam kết là chạy chuẩn km, không đâm đụng ngập nước. Quý anh chị mang xe đi check test thoải mái luôn. Nếu phát hiện ra lỗi thì em xin chịu mọi các chi phí kiểm tra và đi lại của quý anh chị và các bạn. Tiếp theo đó đây là hàng ghế sau. Hàng ghế sau thì gần như cũng không có người ngồi mới đâu. Xe này chủ xe đi rất là dễ, rất là giữ gìn, đá lên rất nhiều đồ chơi rồi. Thảm sàn đầy đủ. Lốp đằng sau vẫn vậy. Cái gang củ phanh của nó rất là mới, xe đi nhiều thì nó không mới như thế đâu. Bên cạnh đây là phần cốp sau đây, tấm nỉ trên không để đồ gì cả, rất là mới. Sơ cua thì chưa hạ nhé, vẫn đầy đủ các phụ kiện theo xe, sơ cua chưa hạ. Đây. Xe rất là mới. Xe bốn quả rất là đẹp, nội thất thì rất là giữ gìn đây. Hàng ghế phụ đây rất là mới, chưa hề nhận được gì cả. Xe chạy chuẩn nhất là chạy đường Hà Nội nên là gầm bệ của nó mọi thứ rất là ok, nó không phải leo đèo leo núi, nên là chất xe nó rất là đẹp. Theo em sẽ quay cái phần máy của chiếc xe. Đây là phần máy của chiếc xe. Qua quá trình đi lại thì nó cũng sẽ có bẩn nên là về salon thì em cũng đã sờ ba qua một chút. Đây, em sẽ mở máy của chiếc xe này. Máy zin từ nắp toàn bộ, tất cả con ốc còn nguyên zin rất là sạch. Xe chạy nhiều thì máy nó cũng đã bị thâm rồi. Rất là sáng, rất là đẹp. Số nguyên zin. Phần tai xe, tai đèn này, nguyên zin. Đèn không đổ gì nên là không có hở hết gì cả. Rất là mới, ốc cabo cũng còn zin. Dô tuyên zin nhé. Mọi thứ không có đi phải chê đâu. Tất cả nguyên zin hết. Full lịch sử hãng. Xe không có gì để chê. Đây quay lên cái tấm thảm này thì quý anh chị biết xe đi nhiều thì mưa nắng nhiều thì cái tấm thảm này nó sẽ củng đi thôi. Nhưng xe chạy giữ gìn và chạy rất là ít nên là cái tấm thảm của nó vẫn còn rất là mới. Trước khi kết thúc video thì em Việt xin phổ biến qua lại một lần. Nay em có về một chiếc Camry sản xuất 2021 bản 2.0G. Xe thì hiện tại em đang bày bán tại salon số 2 Trần Hữu Dực ngay cạnh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Mọi chi tiết về chiếc xe thì quý anh chị liên hệ với em Việt qua số điện thoại 0969
046-1221. Giá em đang chào bán chiếc xe này là 855 triệu, em đã bao thu hồi và cũng có thương lượng cho quý anh chị. Em xin cảm ơn và kết thúc video ở đây.